và cây của Midnight Artegina này nữa. Đấy là bạn có thêm ba cây dát vàng hoặc là cây cung này nữa. Nâng được lên level 65 luôn thì mình nghĩ Arcmon này sẽ thơm hơn rất là nhiều. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với arc của bạn Ayane. Ok, cảm ơn bạn đã cho mình một đặt đề sâu cho mọi người cùng xem nhé. Arc bạn này thì level 88 rồi. Ok, bạn này thì chơi game rất là lâu rồi. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 17 tháng 11 năm 2017. Đăng nhập được 1441 ngày luôn. Rất là lâu luôn. Wow. Ok, để xem nào. Chơi lâu thế. Bạn này thì nạp 2425 pha lê. Của chủ yếu là bạn ấy cày cuốc thôi. Chắc là 2400 pha lê là bạn ấy có nạp. Lâu lâu thì có nạp thẻ tháng hoặc là nạp BP gì đấy, nhưng mà nạp rất là ít luôn. Chủ yếu là bạn ấy cày cuốc. Và bây giờ bạn ấy không thể mở khóa luôn. Rồi thì xem một nông dân, chính xác là một nông dân chăm chỉ. Ở đây thì mình thấy bạn ấy eo dạo này làm sao mọi người. Dạo này mình sâu toàn kiểu mấy bác tài khơi trời xuyên tiền giống mình thôi. Eo ấy chứng tỏ là rất là nhiều người tạch luôn, chứ không phải riêng mình. Trước kia mình sâu là thấy ít người tạch lắm, mà sau 3 hôm nay rồi sâu ạc liên tục luôn, là bác nào cũng tạch. Chứng tỏ là mình không hề cô đơn. Quá là mệt mỏi luôn. Nhưng mà là nói chung là nếu như mà tạch hơi chơi xe tiền rồi ấy, thì chắc chắn là team vật lý nó sẽ rất là thọt luôn. Nói thẳng ra là như thế. Sự thật mất lòng, nhưng mà đấy là điều chúng ta phải đối mặt thôi. Ok, vậy thì mình sẽ xem từ kia ra trở đi nhé. Đầu tiên là Moonlight. Moonlight thì của bạn này thì có cày lên 3S rồi, cầm cây pháo điện dương và có mua cả bộ skin soda chay này, bộ skin rất là đẹp luôn. Dark Vine thì bạn ấy chưa có, và bộ skin mèo dưới trăng cũng chưa mua. Bạn ấy chỉ mua mỗi bộ skin soda chay thôi mọi người. 3S luôn, cày cuốc khủng khiếp. Mắm lửa 1000, tấn công 1346, chỉ có dược lửa level 65 với lại full set Morata Himiko. Full gear, đây là Vakira đầu tiên của bạn ấy full gear, mắm lửa full gear cho bạn ấy cầm làm DPS lửa, cực kỳ mạnh luôn, mình thấy rất là mạnh. 3S này, 2S và bạn ấy có cả hơi chờ The Void, cầm làm vùng đất vô hư vô vĩnh kiếp, không biết là có full set Sirin Tăng Hoa chưa. Bạn ấy đang lắp body phạt với lại Marco Polo. Ok, tiếp theo là Jimmy AKA. Đầu tiên là Lightning Queen, Lightning Queen của bạn này thì có cải lên 3S rồi, đang cầm mặt trọng từ bạn trả với lại full set Dark Queen này. À, bạn này có laptop mid Jin Sentam và bot Isaac Newton rồi. Làm mid khá là tốt, hơi chơi hợp Thunder, cầm vùng đất trừng phạt phán quyết và vui ra Benedict thức tỉnh. Đây là Valkyra thứ hai của bạn này full gear rồi. Luật giả thứ hai full gear luôn nhá. Black Stride. Ok, tiếp theo là Borja này. Yamabuki Amon, Todd Tesla, Big Boss, Beethoven, 3S, Yamabuki 3S. Hazubuni có Tiganier chưa? Hazubuni thì bạn này chưa có Tiganier, có mới cái mid Tiganier thôi. Và bạn đang lắp set Jin Sentam. Đấy mọi người thấy cái set Jin này mọi người có thể lắp cho những Valkyra gây support băng. Không có thể làm giá treo điệu máu cũng được, lắp cho những Valkyria sử dụng ngoài điệu máu tươi như kiểu là Himiko này hoặc là chị em Alin này đều được cả nhá. Tiếp theo là Brunja thử sinh ngân dược 1338, kế hoạch cuối level 65 với lại top boss Brunja và thiếu mấy cái mid. Bạn ấy đang lắp thiếu cái mid này là bạn ấy đang lắp mid Robert Perry, thiếu cái mid nữa là full gear. Ok, 3/4 khá là mạnh, có Hatsubuni nhưng mà Hatsubuni thì chưa có Tugenio. Dùng đất chân lý khải huyền HOR full vết trang. Thường thường mình thấy những bạn nó chơi khoảng tầm độ chơi hơn 1000 ngày hoặc là 1500 ngày trở lên ấy, chơi rất là lâu ấy, thì các bạn đều có Thurser và Prison full này. Full ở đây là full cả Ana lẫn Red Dragon luôn nhá. Có full Ana này, full Thurser, Thunder, full Benedict luôn. Ok, HOR. Tiếp theo là Himiko này, Himiko VKE cầm. Điệu máu tươi đâu, mình không thấy. À đây, bạn này có lắp đây rồi. Cây điệu máu tươi. Top mid Jin hoặc là full Jin luôn cũng được. Nhưng mình thấy lắp top mid Jin bot new thì sẽ ok hơn. Chuẩn sách giáo khoa luôn. Tiếp theo là Terry, Ghost Caron, Jin vào thế 11, level 50. Terry sang nguồn á.
Yuta đâu vẫn chưa có lắp set. Yuta đang laptop kiểu mid mấy bot new Saki Fire bay á, full set phù hồi nhạc sư. Ok, SA của bạn này thì cài lên 2S rồi, cầm một cái tiểu thân thở top bot thủy kính mid Columbus, thiếu một cái mid là bạn này cũng full rồi. Và Kyria do that 3S 2S Paladin. Paladin thì không thể có đồ, không có Hecate, cũng chưa có Kapka. Fuka thì sao? Fuka úi dồi ôi, Vân Mạc Đen Tâm. Vân Mạc Đen Tâm 1256. Tụ Triền Vân. À không không, đây là cây DC Comics rồi, level 65 với lại full set full Macrep, full gear. Full gear thì không lấy làm bất ngờ, nhưng bạn này có bộ skin này. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Skin đẹp quá mọi người. Phoenix của bạn này thì cầm không thể lắp đồ, nhưng mà đẹp cái là bạn này có cả bộ skin nó kiếm và lửa này mọi người ơi. Wow, skin đẹp quá. Kiếm và lửa, lửa và kiếm. Bộ skin này thì lâu lắm tụi mình cũng không thấy là có mở bán luôn. Và ok, bạn này cũng tạch luôn, hơi chơi xem tiền rồi, hơi tiếc nhở. Tiếc lắm luôn ý. Fallen Rose Speedy cầm cái diên vĩ level 50 full iron. Đâu, à đâu, thiếu cái mid. Phải thiếu mid không hay là bạn này FR của bạn này thì thiếu một cái mid nữa là bạn này cũng full gear rồi. À đúng rồi, mọi người có thấy mình kiểu mọi người có thấy mình nói nhanh quá hay là bị khó nghe không mọi người? Bởi vì mấy hôm trước mình có đọc được, mình có thấy một bạn comment là nói tiếng Việt mà như tiếng Anh vậy. Tức là ý của bạn đấy là mình nói nghe không rõ ấy. Nhưng mình bắt buộc là phải nói thật là nhanh. Sau đó mình còn chỉnh tốc độ cho nó nhanh hơn một chút ấy. Bây giờ một cái video này mình bị sâu 2 arc cơ mà. Sâu 2 arc thì quá nhiều điều cần phải nói, cho nên là mình bắt buộc phải nói thật là nhanh. Không biết là các bạn thấy như thế nào. Lần trước thì mình cũng có hỏi mọi người rồi là mình nói có bị khó nghe không, để mình nói cho nó rõ ra hoặc là như thế nào đấy mình có thể thay đổi. Thì mình thấy các bạn bảo là ok cũng được, đâu có đến nỗi khó nghe lắm đâu, và các bạn đấy đều nghe được cả. Thế là mình thấy cũng thấy ok. UA của bạn này thì đang lắp top cái gì? Top mèo mid may bot new, cầm cây ngự linh đeo hải một băng thiên level 65 luôn, và full Ana full Venner luôn 2S rồi. Hiyokai Sonata. Đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ bây giờ mình hỏi lại các bạn một lần nữa là mình nói có bị dính chữ hay là nó có khó nghe hay không, để mình biết mình còn khắc phục. Mọi người công nhận là nhiều lúc mình vào video của mình ấy, mình lâu lâu mình có vào video của mình và mình nghe thì mình cũng thấy công nhận có nhiều lúc mình nói mà khó nghe thật, mình cũng không hiểu mình đang nói cái gì luôn cơ. Chắc là bây giờ cũng cố gắng là nói thế nào cho nó thật là rõ chữ ra không, cố gắng nói rất là rõ chữ rồi đấy. Đó các bạn, là các bạn thì có thể để lại comment bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bạc của bạn này. À bạn này thì có Thiên Nguyên Kỵ Anh rồi nhưng mà không thấy có BNK sân khấu. BNK Điên Chora ta cầm ở trong quán tinh sao nhân vã. Và bạn này có vẻ là rất là nhiều Valkyria 3/4 toàn thiếu thôi. Ít Valkyria nào full gear được lắm. 3/4 lời nguyền. Bạn này thì thấy mình thấy 3/4 rất là nhiều. Wow, nhưng mà vẫn không quên là mua cả bộ skin lệ hiện thập tự tinh này. Phi Long Tại Thiên thì chưa có cái bộ này, thì mọi người lấy ở trong mà Anniversary. Đúng Anniversary không? Không. Cái này là ở trong Event Tiêu phiên bản 5.5 ấy. Bộ này thì rất là đẹp. Bộ của bạn này có vẻ là rất, bạn này thì rất là nhiều. Vừa nãy thì mình thấy có hai bộ rồi. Bộ này mới là bộ thứ hai thôi. Hai bộ là nhiều đúng không mọi người? Hai bộ là nhiều rồi. Lời hẹn thập tinh với lại một bộ váy cưới của Vân Mạc Đan Tâm nữa. Được. Người chơi hệ skin. Đấy. Rất là nhiều skin luôn. Một skin, hai skin luôn. Riêng Dudu đã có hai skin rồi. Nhưng mà mình không thấy có đêm. Có vẻ là bạn này đầu tư nhiều và đầu tư pha lê vào skin rồi, cho nên là trang bị thì hơi bị ít hơn một chút. Đen cũng không có luôn, hạng cái bảy hoa cũng không có. Tại vì người ta nông dân, người ta cày cuốc, bây giờ bảo người ta mua cả skin, sau đó lại còn toàn thêm cả vết thánh các thứ thì lấy đâu ra pha lê. Cái đấy là chỉ có whale thôi, chỉ có mấy con cá voi thôi mới làm được điều đấy thôi. Nông dân thì chịu bó cánh luôn. Wang Yanji full rồi. Công chúa điện tội của bạn này thì 2S thôi. 2S full gear, support cho Aponia hoặc là support điện, và cái đàn nào điện cũng được. Elysia có chưa? Bạn nào cũng chưa có set Elysia, đang có cây hoa của quá khứ. SS thôi, mới chỉ dừng lại ở mức rank SS thôi. DPS rất là mạnh luôn, Mobius thì bạn này chưa có mở khóa. Raven, Midnight Martini, Oscar Wing và Fuse Aslock. Full gear và cái là quốc dân mà.
gần như là bạn nào mình thấy bạn nào cũng full gear luôn. Caron Paper thì không có Paraferrite hay là có chấn gì hết. Support Top Teresa Mid Bot Bates có cây chấn, được cái là Paraferrite của bạn này thì mỗi thiếu một cái Top Bates nên là bạn này cũng full gear rồi. 2S thôi, support băng rất là mạnh luôn nhá. Aponia thì đây bạn này có Ron luôn, Top Zeno có cả cây chấn level 65 Top. Mid May và Bot Hander bạn này thiếu Mid Bot. Không sao, có chấn và có Top là cũng ok rồi. ADN thì sao? ADN thì bạn này có vẻ là không có cày mọi người ơi. Thế thì support cho Aponia như nào nhỉ? Hơi mệt đấy. Nếu như Aponia không có Aiden support thì công nhận là hơi thọt thật. Mọi người có thể cầm Fallen Rosemary cũng được. Nhưng mà Aponia vẫn hợp hơn. Aponia của bạn này thì còn chưa lên SS và cũng thậm chí là bạn này cũng chưa có Hender các thứ luôn. Echo Parasite cũng chưa có. Ok, thế thì là kho vũ khí cho bạn này có 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cây đã đột và siêu hạn được. Đắt vàng, 12 cây là như này. 12 cây 1.400 ngày mà 12 cây là mình thấy cũng hơi ít đấy. Bình thường người ta 1.000 ngày là cũng được tầm độ mười mấy cây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy, nguyên chân nó nằm ở đây này. 14 cây bạn ấy chỉ đột phá siêu hạng thôi nhưng mà không hề nâng mắc. 14 cây này nhá, mình cứ tính là 1, 2, 3, 4. Cứ 4 cây là mình sẽ được một cây vàng rồi. Thì đây mình có 1, 2, 3, 4, 1 cây này. 1, 2, 3, 4, 1 cây này. 1, 2, 3, 4, khoảng tầm độ 3 cây nữa. Thì bạn ấy sẽ có 1, 2, với lên mình đến là bao nhiêu cây? 14 cây, 15, 16, 17, khoảng tầm độ. Nếu như cái đống trang bị mà không nâng được lên level 65 này mà bạn ấy dồn hết vào cho, bây giờ mình nghĩ là nên dồn cho cây nào nhỉ? Cho cây của Nick này, cho cây của Fallen Rosemary này, và cây của Midnight Artigina này nữa. Đấy là bạn có thêm 3 cây dắt vàng hoặc là cây cung này nữa. Nâng được lên level 65 luôn thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ thơm hơn rất là nhiều. Thật sự là video nào mình cũng nói rồi, mình bảo trời ơi đừng theo kiểu số lượng hơn chất lượng. Lúc nào chất lượng nó cũng hơn chứ. Đừng nâng theo kiểu là cây nào cũng nâng được lên level 65 nhưng mà wow. Trời ơi, 4 cái top. Ô là trời. Ôi mọi người ơi, 4 4 cái top Zeno. Chắc bạn thấy buồn lắm. Ô là trời, mình không phải bạn đấy nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái sự bất lực. Quá mệt mỏi luôn. Hai cái top này bạn ấy có thể đổi lấy một cái mid hoặc là một cái bot nữa đấy, là 3/4 rồi. Wow, con ai chan nhá. Tạo nghiệp hơi nhiều đấy ai chan ạ. Bạn ấy còn ngoài 4 cái top Zeno ra thì bạn ấy có mid, bot, bot, Bates này. Full Aslop, full Murata Himiko, full Wang Genji này. Werner này, top mid Shakespeare, top bot Dicken, top bot Iron này, top mid bot Anna Benedict thức tỉnh, top bot Thủy Kính, top bot Leo, Phu Hua Margaret, West Yang, Diva, Beethoven này, top mid Jin một cái, à bạn này full Jin luôn, Tesla Bay này một cái bot Neo, một cái top mèo, một cái mid mây, mid, mid gì đây, mid Shakespeare luôn, bạn này toàn kiểu 3/4 thôi, 4 cái top Zeno ạ, à. Trời ơi trầm cảm, chắc trầm cảm lắm luôn đấy. Chiến trường ký ức thì tuần trước bạn ấy xếp hạng, tuần này là HOD à? Ok, tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 12,66%, 104.410 điểm, đang ở khu cuối level 81 đến level 88. Tiêu diệt trầm linh thì bạn ấy cầm mắm lửa, FA với lại BKE đến được 29.333 điểm, thiên viên 29.333 điểm. Ô, bằng điểm nhau luôn đấy. Bạn ấy cầm Arena Artemis, có Silverwing chưa? Bạn ấy hình như có Silverwing rồi mà nhỉ? Và bạn ấy thích cầm Silverwing hơn thay vì là cầm... À đâu, bạn ấy cầm Arena Artemis thay vì cầm Silverwing. Mình thấy hiên viên điên ấy, cầm Silverwing bắn vài phát là chết rồi. Bắn vài phát là được 31.000 điểm rồi. Thật sự, nó easy vãi trưởng luôn ấy. Vệ Nhật Ảnh. Bạn ấy cầm Hearts of Thunder, Fallen Rosemary và lại Fit 45.744 điểm. Và đang ở vực đau khổ. Trừ mất 100 cúp, thế là ở đau khổ luôn. Không trụ nổi sen đỏ luôn á. Eo 1.400 ngày mà không trụ nổi sen đỏ. Đấy, vấn đề nó nằm ở cái dàn vũ khí 6 sao của bạn đấy. Vấn đề nó nằm ở đấy luôn đấy. Ok, mọi người thấy arc của Ayane như thế nào? Có thể comment bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.